Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Cùng lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy, cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống để chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ dung xới chung quanh và bón phân cho nó. Mai ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.